Xin chào Billboard Việt Nam. Ngày hôm nay Quy đang có mặt tại đây để thực hiện thử thách hoàn thành lời bài hát của Billboard Việt Nam đưa ra. Tôi nghĩ Billboard Việt Nam là một cái kênh ca nhạc mà rất là sang trọng và có gọi là khí phách, thì sẽ không bao giờ phạt hay là làm gì nghệ sĩ cả. Bởi vì khi mà Bill cầm trên tay chiếc hộp sang trọng này, được điêu khắc tinh xảo này, tôi nghĩ là mình chỉ việc hát thôi chứ không phải là gì hết. Tinh xảo quá thì Billboard Việt Nam ơi. Trời ơi trời, chơi thật hào hứng đó mọi người ơi. Cầm chiếc hộp tinh xảo này mọi người cảm thấy thật sự là vui trong lòng. Bây giờ mình phải mở ra ngay liền thôi. Đây, bài hát đầu tiên. Vì anh đã yêu em dài khờ, dù bơ vơ, tình yêu ấy anh không phải mơ, anh luôn tôn thờ. Chẳng thể xóa đi những nụ cười ngày nào bên em, càng không muốn tư lại yêu người nào khác em. Vì anh đã yêu em dài khờ, wow, ta da ta da, đã yêu em dài khờ, ta da ta ta da. Nghĩ sao đưa vào bài hát của Lưu Vàng, một người em thân thiết của tôi vậy. Thưa quý vị, ngoài chiếc hộp tinh xảo ra, chất liệu giấy của lá thăm Billboard Việt Nam sử dụng cũng là chất liệu giấy đắt tiền nhất thưa quý vị. À, giờ tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mây tung tăng tự mình bên phím đàn. Giờ đây thì hơi khác, lòng tôi thì không biết. À, thưa quý vị, có lẽ là có một tí trục trặc nhỏ trong bộ máy hệ thống trí nhớ nên là Will không có hát được bài hát này. Đây là bài Thằng Điên của Chatterty và Phương Ly. Bài này thì nghĩ đấy, mình hát như vậy là đủ rồi mọi người ạ. Mình không cần hát nhiều quá. Mình phải tôn trọng cái sự hát độc quyền của ca sĩ, mình không được hát. Em tránh mình chẳng thể xóa đi hết tất cả. Muốn hỏi anh là anh có còn yêu em? Tận cùng của nỗi nhớ, em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Đây là bài Tận cùng của nhớ của một nam ca sĩ nổi tiếng nhất vũ trụ, Will thưa mọi người. Bài tiếp theo, đó là bài Anh như con cáo. Em như một chùm nho xanh, khi em còn trẻ và đẹp, nhưng em không dành cho anh. Đó, tức là không dành cho anh là mình sẽ không hát nữa thôi mọi người. Mình chỉ bài hát nó chỉ tới đây là kết thúc rồi. Bài đây là bài Con cáo và chùm nho xanh. Và đây là bài của Đen, Anh đấy cần gì nhiều ngoài em. Và tiếp theo là bài Đừng níu kéo phút giây này, đừng tiếng nói đến vậy, niềm tin đã vỡ tan rồi, em thật sự xin lỗi chị Tâm. Em không thuộc khúc sau chị ơi. Tại vì thật ra Will biết, nhưng mà tại vì đôi khi là mình không có nhớ hết được cả bài á. Will cũng đã xin cảm ơn Billboard Việt Nam vì đã vạch mặt mình như vậy. Dạ vâng. Oh, đây là một nam ca sĩ cũng thuộc mô típ nổi tiếng nhất vũ trụ luôn. Đó chính là nam ca sĩ Isaac. Yêu là không, không toan tính gì, và yêu là cho, ta cho hết đi. Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa, nhận lại toàn nỗi xót xa. Trách người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội nói câu ước thề. Trách người vội theo làn si mê, ta trách tình mình sao đâu đớn thế. Đây là bài Giá ngày đầu đừng nói thương yêu nhau nha. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, dù trên đôi mắt của em thật lung linh, nhưng mà em chưa 18, nên anh nào dám, mà phải thật bình tĩnh, dừng chơi, đừng có tham, nha. Có những phút suy tư thật xa xăm, những ước muốn tâm tư tuổi 18, thế giới mới bao la, ở ngoài kia nắng hay mưa giông chờ ta. Lại một lần nữa, nam ca sĩ nổi tiếng nhất vũ trụ Will đã xuất hiện ở đây rồi mọi người ơi. Tiếp theo là bài Chị Em. Đây là một bài học từ lớp 1 mình đã học rồi. Chị ngã em nâng. Chị em ta như tay với chân, chị ngã em nâng, chị em ta tay với chân.
chỉ em ta như tay với chân, chỉ em nâng. Ca khúc này cũng hơi là khó với mình đó, tại vì mình cũng không phải là chị, mình ngã để có em nâng. Nên là mình nghĩ là mình sẽ làm ca khúc mới là anh ngã bé nâng hay gì đó. Mọi người nha, mình bỏ qua ca khúc này. Xin lỗi Bích Phương thật nhiều. Vâng. Bạn này Will cũng mới biết cách đây vài phút. Khi đôi môi em còn đỏ mộng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay. Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Rồi. Thôi bảo quá. Thử thách quá khó. Thực ra thì đối với một thử thách này thì nó cho mình thấy cái sự quên bài của mình khá nhiều. Nên là chắc sau này phải học hết để tránh tình trạng có một vài chương trình và vài đơn vị tổ chức như thế này đưa những thử thách như thế này để không làm khó nghệ sĩ nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần thử thách của Billboard Việt Nam dành cho Will. Và các bạn hãy nhớ truy cập vào website của Billboard Việt Nam để theo dõi và cập nhật những thông tin của Will cũng như của tất cả các nghệ sĩ khác nhé. Bye bye.